Hello, xin chào các bạn trở lại với mình video, và hôm nay mình sẽ chơi game bựa tiếp. Mình không thể làm các clip bắn súng được do đi đâu đấu đơn cũng hack, mà hack thì lại kích không được, kích bị lỗi, là mình chỉ có thể làm game bựa với các bạn khác được thôi. Luật chơi thì như sau: ai là hóa zombie thì bị cùi xuống đất, cùi đến khi nào mà còn 2 phút thì đi tìm giết chiến binh, và các bạn được nhặt hòm tiếp tế để có thể tử thủ. Và mình sẽ bắt đầu chơi luôn, không để các bạn phải đợi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sơn được bao nhiêu nữa? Yeah, sơn được hết luôn. What? Chứ gì? Bị hiệp đầu tiên hóa zombie ạ. Thốn đừng hỏi. Chỉ được chơi zombie mặc định. Chỉ chơi zombie mặc định thôi. Ở trên cái bảng thời gian kia kìa, đang chạy ngược kìa, đang chạy lùi 2.0 mấy kìa. Đấy, bây giờ đi tìm, tuyệt vời. Thấy cái điều ơi, mò phải là nhặt được 51 ạ. Làm gì đây, làm gì đây, làm gì đây? Bông thon đùi ngon đấy nhỉ, ngon ngon. Thành ra đừng hứa. Trốn tự hỏi luôn. Chiến này làm gì? Yeah, tuyệt vời. Ôi, tụi bị kẹt tôi này. Giàu lắm rồi không chơi map này. Đây rồi, con hàng này nhặt được hòm, nhặt được 51 đây. Kinh quá. Các bạn được nhặt hòm để tử thủ nhá. Rồi làm gì đây? Làm gì đây? Tình yên ạ. Đùa. Nào, rơi nào, rơi nào. Tuyệt vời. Đi tìm map này rộng vãi trưởng à. Map này rộng lắm, hơi khó tìm map này đây. Kìa con hàng kìa. À, lùa nó nào. Chết từ đâu nữa. Cái đồ mình tưởng mình chém nó rồi cơ. Nào, vào nhà. Yêu hàng. Đây rồi. Châu này chạy đâu? Chết rồi ạ. Sẽ đánh hàng không? Oh yeah. Làm gì đây? Yeah, tay em rồi ỉa. Đáng lòng vãi. Nào, giờ mình sẽ ngồi sơn luôn. Theo mình thấy như là sơn được rất là xa đấy. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ôi, không sao lắm đâu. Chết rồi, không ngồi đây được rồi. Té. Kiếm chỗ. Bà nào hảo tâm cho quả bọc khói sướng vai. Đấy rồi, tuyệt vời. Cái đồi đây. Chết. Không có súng đâu à. Bác trưởng à. Bác cái thiệp đạn vũ khí chính à. Gì đây? What fuck? Súng không có, cũng mà cũng thiểm đạn ạ, à? Đùa. Biết chiêu vậy nồi. Chuyện này phải đi trốn được 2 phút 00 các bạn ạ. đấy rồi, tuyệt vời. Cái nồi đây. Đuổi nhau à? Bác trưởng cho đạn với cả bom ạ, làm gì đây? Mù nè. Tuyệt vời, té. Ai hi hi. Té. Chạy đã, tỉnh sau. À, hòn nó rồi. Ôi. Té. Ôi, đông thế. Té ngay. Hòm. Đấy rồi, tuyệt vời. Yeah, ăn rồi. Bê luôn. Là sao không thể hiện sống còn được à? Định mệnh. Rồi, thế là cũng ngon rồi. 7, 6, làm gì đây? 5, 4, 3, 2, 1. Cái đồ. Sống được ván để làm zombie ạ. Thốn vậy. Đồ. Thốn vãi. Nhưng mà như thế thì mình có thời gian mình ngồi giải lao được. Rồi, 2 phút rồi. Quẩy thôi. Đây này kiểu gì? Làm gì đây? À, đi đâu? Đi đâu? Làm gì đây? Thiệt. Cũng mù ạ. Có thiệt. Máu vãi. Mình nhìn thấy rồi, đừng tưởng mình gà nhé. Chạy à? Châu ơi, điêu. À, mẹ già. Nào, mẹ già. Đấy rồi, hạng V. Tuyệt vời. Phê vãi. Qua đây không? Hay diệt hấp nhau ạ. Đừng chắn ạ. Á đồ. Xem ra thế ạ, kinh ấy. Á đồ, bác cua ạ. Nào, kiếm hàng nào. Mua người. Còn một thằng nữa kìa. Yeah, tuyệt vời. Chơi thốn vãi. Giờ kiếm chỗ nào giờ? Rất kiếm chỗ nào giờ rồi? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Có bạn quên thời gian ạ. Chơi này các bạn nhớ chú ý, không lại chửi nhau chết. Hòm. Đồ hỏng cao thế. Thôi xong. Cái đồ đi nhặt hòm mà đùa ngay đây rồi. Thốn vậy. Thành Yên cũng đi nhặt hòm như mình ạ. Thằng lòng vẫn còn ngồi đấy á. Làm gì đây? Cái nồi đây. Bia khác ăn ạ, à? Đùa à? Đáng lòng. Cái kia tưởng có người. Ra nhìn cái kia, nhìn buồn cười không chịu được. Đây rồi. Đây rồi, bé nhìn thấy con hàng thôi. Nó trên này này. Con này thì chạy đâu? Đổ nhanh vai. Ui, ai sơn quả sơn đây kinh ấy. Còn một thằng nữa kìa. Kiếm hàng đi. Đấy rồi. Nghiến chạy kìa. Gờ lên, tuyệt vời. Ok. Chạy làm sao được. Nào, đi chỗ tiếp. Đi chỗ nào bây giờ? Chỗ nào cũng không thể sống được. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Không biết có bị biết không. Trong thời gian ngồi đợi giải lao. Hòm kìa. Ôi kìa, sao bị ơ này. Sao ai giết luôn kìa. What the fuck. Những pha nín thở bóp cỏ. Hai cháu lên viện luôn. Rồi, đông thế. Cái đồ chạy ra đêm gì. Định mệnh. Khốn nạn đừng khỏi luôn. Ở đây chúng nó không biết. Thế quái nào. Thanh niên trôi mình. Khốn đừng hỏi luôn. Vâng, clip mình xin dừng tại đây do nhiều bạn phá game quá. Các bạn thấy hay, like, share, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.